Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin tổng hợp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường lực lượng tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng, khu vực tập trung đông người. Tính từ đầu tháng 2 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 55 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang tại các nơi quy định, không khai báo y tế, không thực hiện nghiêm quy định cách ly, bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 106 triệu đồng. Liên quan đến bệnh nhân nam 37 tuổi quê ở tỉnh Ninh Thuận về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ăn Tết, đã tử vong khi đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn với các biểu hiện sốt, viêm phổi. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. 59 chuyên gia nước ngoài cách ly tại khách sạn Grand FLC Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 23 tháng 2 cũng đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Đối với công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho Tân Bình, đến nay toàn tỉnh đã có 3.594 trên tổng số 3.678 Tân Bình được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Những trường hợp còn lại sẽ hoàn thành xét nghiệm trong tối nay, 24 tháng 2. Để chủ động kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để dịch COVID-19 lây lan bùng phát trong cộng đồng, ngành y tế Thanh Hóa phối hợp với các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe tất cả các trường hợp đã từng đi đến về từ các ổ dịch, điểm dịch theo công bố của Bộ Y tế. Đến nay toàn tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và giám sát 2.416 trường hợp. Để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng đẩy nhanh công tác xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tính đến trưa nay ngày 24 tháng 2, đã có 2.400 trên tổng số 2.416 trường hợp được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm và đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Công tác ra soát truy vết các trường hợp trở về từ các vùng dịch vẫn đang được các địa phương triển khai tích cực. Vì sự an toàn của mỗi người dân và cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả người dân đã từng đi đến về từ các điểm dịch, ổ dịch trên toàn quốc chủ động liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe. Chỉ còn ít ngày nữa, trên 3.500 thanh niên của tỉnh Thanh Hóa sẽ nhập ngũ vào các đơn vị quân đội để tham gia huấn luyện, rèn luyện làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, các địa phương đều đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho số thanh niên trước khi lên được nhập ngũ. Công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường. Các địa phương đều đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn phòng bệnh cho quân nhân bằng việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Thay vào đó, các địa phương tổ chức gặp mặt tân binh tại các phường, xã, thị trấn theo quy mô phù hợp, trang trọng và có hình thức động viên kịp thời để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Do cái tình hình dịch bệnh cho nên tổ chức lễ giao nhận quân không quá 20 phút. Cho nên các cái nội dung mà tổ chức văn hóa văn nghệ, các hoạt động chào mừng, rồi một số nội dung không cần thiết đã được cắt. Chúng tôi là tuyên truyền là mỗi một gia đình thanh niên nhập ngũ có thể nhập ngũ là đi tối đa không quá 2 người. Và chúng tôi đã có hàng rào là ngăn cách giữa đại biểu, khách mời cũng như là người dân, để tổ chức bảo đảm an toàn nhất cho cái lễ giao quân. Ngoài việc xét nghiệm, các địa phương đã tuyên truyền cho các tân binh và gia đình thực hiện nghiêm việc phòng dịch, giữ khoảng cách an toàn cho tân binh. Đến hết ngày 24 tháng 2, toàn tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ số thanh niên trong diện nhập ngũ và số thanh niên dự phòng. Việc xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ là điều kiện quan trọng để lễ giao nhận quân đồng loạt diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 2 tại Thanh Hóa, đảm bảo an toàn và đúng kế hoạch. Xin được tiếp tục với những thông tin tình hình dịch COVID-19 và một số tin tức trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Sáng nay 24 tháng 2, hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine do hãng dược AstraZeneca Anh sản xuất, công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC nhập khẩu. Như vậy, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu trong tháng 2 này đã về Việt Nam sớm hơn dự kiến ban đầu. Hơn 117.000 liều vaccine này có thể tiêm ngay trong tháng 3 cho những đối tượng ưu tiên như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người làm việc ở các cơ sở y tế gồm bác sĩ điều trị, nhân viên xét nghiệm, nhân viên lấy mẫu, người tham gia phòng chống dịch, thành viên ban chỉ đạo các cấp, người làm trong khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tình nguyện viên, phóng viên tham gia phòng chống dịch. Ngay sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn thành các thủ tục thông quan, lô vaccine COVID-19 đầu tiên này được vận chuyển bằng xe chuyên dụng
với hệ thống bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhập kho lạnh bảo quản tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã gỡ cách ly địa điểm phong tỏa cuối cùng trên địa bàn thành phố là tầng 15 lô F chung cư Carillon ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Toàn bộ cư dân ở đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 14 ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã gỡ bỏ toàn bộ 33 khu vực cách ly, cụm dịch 35 ca liên quan nhóm công nhân bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã được kiểm soát. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất Ủy ban dân thành phố cho học sinh đi học trở lại từ thứ Hai ngày 1 tháng 3 tới. Tàu hàng Indonesia đi ngang vùng biển Việt Nam thì một thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả người trên tàu. Ngày 24 tháng 2, kết quả xét nghiệm lần 1 có 5 người dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm đã lấy mẫu lần 2 và đang chờ kết quả. Trong trường hợp kết quả lần 2 vẫn có người dương tính với SARS-CoV-2, chủ tàu sẽ cho tàu về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên. Hiện các thuyền viên trên tàu vẫn chưa làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam, đang ở trên tàu neo ngoài biển. Thi thể thuyền viên tử vong cũng chưa đưa vào bờ, do đó không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Sự việc đã được báo cáo với Bộ Y tế. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt điều tra vụ phá rừng phòng hộ với hơn 3.600 m² tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt cây rừng tại khu vực này bị cưa hạ, nằm ngổn ngang. Hầu hết cây rừng đã bị cắt khúc, đốt cháy nham nhở. Qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng đã xác định hai đối tượng có hành vi phá rừng tại khu vực trên để lấn chiếm đất. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập các đối tượng lấy lời khai, củng cố hồ sơ điều tra xử lý. Chiều ngày 23 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng của cơ sở chế biến gỗ Phúc Thành ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời triển khai các biện pháp chống cháy lan sang các khu vực khác. Do kho chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy ngày càng lan nhanh, ngọn lửa kèm cột khói bốc cao hàng chục mét. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Đám cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng, không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, ngành thuế Thanh Hóa đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, ngành thuế Thanh Hóa đã chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh và nắm bắt kịp thời mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình thu ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, ngành đã kích hoạt và đưa vào vận hành nhiều kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế, thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro, cắt giảm thủ tục hành chính thuế. Cục thuế Thanh Hóa đã tùy theo tình hình cụ thể sẽ có các biện pháp về công tác tuyên truyền hỗ trợ đối với người nộp thuế, ban hành các văn bản gửi kịp thời đến người nộp thuế, làm tốt cái việc là số hóa cái khâu quản lý hành chính, trong đấy có quản lý về thuế. Năm 2021, ngành thuế Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thuế điện tử đạt tối thiểu 70% số lượng hồ sơ điện tử mức độ 3-4, tiếp tục duy trì và đạt 3 chỉ tiêu, trên 95% người nộp thuế đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử, trên 95% số chứng từ, số tiền nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử và cơ bản các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Mục tiêu của ngành thuế Thanh Hóa là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên 16.300 tỷ đồng, vượt tối thiểu 5% dự toán giao. Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công điểm mua bán trái phép ma túy do Nguyễn Thị An, sinh năm 1989, ở tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung cầm đầu. Nguyễn Thị An là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy, nhưng cứ mỗi lần bị bắt thì đối tượng lại mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng nên được hoãn chấp hành án. Lợi dụng chính sách này, Nguyễn Thị An đã lôi kéo một số anh chị em trong gia đình và một số đối tượng nghiện ma túy về nhà mình để buôn bán ma túy và chỉ bán hàng cho các con nghiện quen biết. Nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tăng vật. Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, công an huyện Hà Trung đã đột kích vào điểm ma túy của Nguyễn Thị An. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ hơn 100 gam ma túy các loại và nhiều tăng vật có liên quan. Công an huyện Hà Trung cũng đã bắt giữ tất cả 6 đối tượng tại điểm ma túy phức tạp này. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.